chị em nào eo to thì đã có áo peplum lo các chị yêu của em ạ. Bởi vì đây là một trong những cái dáng áo mà có thể che giấu được toàn bộ cái khuyết điểm của các chị yêu của em. Với dáng áo làm peplum ở phần bụng, thế là chị nào mà có dáng bụng to ấy, này em sẽ che được toàn bộ luôn. Và mẫu này em đang có hai tông màu cho các chị yêu của em lựa chọn, đó là tông màu be và tông màu vàng bò, mix với lại quần jean hay là mix với quần hay là mix với cả chân váy, các chị mặc đều rất là phù hợp. Và hiện tại ở tại livestream ngày hôm nay, các chị yêu của em sẽ có một giá trải nghiệm cho dòng sản phẩm này. Thành ra là các chị cố gắng là vào livestream luôn để có thể săn sale và sở hữu trong thời điểm livestream. Chị Huyền ơi, chất liệu vải gì, có mềm không em á? Hiện tại thì dòng sản phẩm này của em sẽ sử dụng chất liệu vải, nó sẽ là dòng hàng tầm ý cao cấp. Với chất liệu tầm ý các chị biết sao không ạ? Đây này, nó không bị nhăn nhầu đâu, các chị yêu của em mặc rất là sướng. Và cúc ở đây của em rất là dòng hàng cúc thật các chị yêu của em nhá. Dáng hơi có vác ve một chút ở phần cổ nhưng mà không bị quá sâu, không bị hở lộ, các chị yêu của em mặc vào rất là đẹp. Và đặc biệt là với những cái thiết kế phần ly để cho các chị yêu của em mặc che giấu được khuyết điểm này, tạo cho các chị yêu của em những cái điểm nhấn về phía trước cực kỳ sang trọng và đặc biệt. Em thấy chị Huyền Trần, chị 40 cân có vừa không em? Dạ có chị ạ. Từ 40 cho đến tận cân nặng là 72 kg thì nhà em đều đang có size. Những chị em mà văn phòng công sở này, các chị yêu của em ngồi nhiều hay là các chị cần những cái thiết kế mà không nhăn không nhầu để mình có một cái diện mạo kiểu chỉnh chu hơn, sang trọng hơn, khi mà các chị xuất hiện thì đây chính là một sự lựa chọn hoàn hảo. Với thiết kế dày dặn không quá là kiểu mỏng lộ đâu, các chị yêu của em mặc nó sẽ là vừa phải luôn, không mỏng lộ cũng không phải là gọi là dày bịch, nó phù hợp với mọi loại thời tiết luôn, cả cả là hè hay là thu thì các chị yêu của em mặc đều được. Nhớ comment lại để được đội ngũ chuyên viên nhà em có thể tư vấn lại và giới thiệu kỹ hơn cho các chị yêu của em về một mẫu dòng sản phẩm peplum mới ra mắt của nhà em, che dáng che khuyết điểm tốt mà giá lại cực kỳ ngọt ngào nếu các chị yêu của em mua like. Nên các chị nhớ comment lại và nhận hàng về, nhà em vẫn sẽ hỗ trợ khách hàng được mở hàng, được kiểm tra đầy đủ trước khi thanh toán tiền các chị yêu của em nhé. Hãy comment lại để có đơn ạ.